tốt tơ chăng cô bé bên cửa sổ. Chương 1. Nhà ga. Họ rời con tàu Omachi tại ga Gyugaoka và người mẹ nắm tay Toto-chan đi ra khỏi cổng soát vé. Toto-chan chưa bao giờ đi tàu nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay. Cháu giữ lại cái vé này được không? Toto-chan hỏi người soát vé. Bác liền trả lời: không được đâu cháu ạ. À. Và thu lấy cái vé của em. Toto-chan liền chỉ vào cái hộp đựng đầy vé và hỏi: có đúng tất cả những cái vé này là của bác không? Không đâu, đây là vé của nhà ga. Bác trả lời trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng. Toto-chan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp: ôi, thế nào lớn lên cháu cũng đi bán vé xe lửa thôi. Bác soát vé nhìn em kỹ hơn. Thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga. Các cháu sẽ cùng làm với nhau vậy. Toto-chan bước sang một bên và trìu mến nhìn bác soát vé. Người bác tròn mập, mắt đeo kính, vẻ mặt rất phúc hậu. Toto-chan đứng chống lạnh, suy nghĩ về cái điều bác soát vé vừa nói. Cháu không phản đối chuyện cháu cùng làm việc với con trai bác đâu. Em nói: cháu sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này. Bây giờ cháu sẽ rất bận vì cháu đang trên đường đi đến trường mới. Em chạy đến với mẹ đang đứng đợi em và nói to: con sẽ là một người bán vé mẹ ạ. Bà mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà nói: mẹ tưởng con sẽ trở thành một nhà tình báo cơ mà. Toto-chan nắm chặt tay mẹ bước đi. Em rất nhớ là cho tới ngày hôm qua em vẫn còn có ý muốn trở thành một nhà tình báo. Nhưng thật vui xiết bao nếu được làm chủ một cái hộp đựng đầy vé. À, con nghĩ ra rồi. Một ý hay chợt thoáng hiện ra trong đầu em. Em nhìn mẹ và nói to: liệu con có thể vừa làm người bán vé, vừa làm một nhà tình báo được không hả mẹ? Người mẹ không trả lời. Dưới chiếc mũ dạ có đính những bông hoa nhỏ. Khuôn mặt đáng yêu của người mẹ trở nên đăm chiêu. Sự thật là bà đang rất lo. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta không nhận Toto-chan vào trường mới? Bà nhìn Toto-chan đang tung tăng vừa đi vừa nói luôn mồm. Toto-chan không biết rằng mẹ đang rất lo lắng như vậy. Nên khi bốn mắt gặp nhau, em nói một cách rất vui vẻ: con nghĩ khác rồi mẹ. Con sẽ xin vào một ban nhạc nhỏ đi hát trong trên đường phố, quảng cáo cho những cửa hàng mới cơ. Giọng người mẹ đượm vẻ thất vọng khi bà nói: mau lên con, kẻo lại muộn bây giờ. Chúng ta không được để thầy hiệu trưởng phải đợi. Đừng huyên thuyên nữa, hãy nhìn xuống đường và bước đi cho cẩn thận. Đằng xa, phía trước họ, cổng một ngôi trường nhỏ cứ hiện rõ dần. Cô bé bên cửa sổ. Lý do khiến bà mẹ lo lắng là mặc dù Toto-chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp 1. Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Toto-chan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề: con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị bà chuyển em sang trường khác. Cô giáo trẻ xinh đẹp và thở dài: thực sự tôi không còn cách nào khác. Người mẹ vô cùng sửng sốt. Bà vân vân tự hỏi Toto-chan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên. Cô giáo đưa tay lùa mái tóc cắt ngắn kiểu con trai, đôi mắt chớp chớp lia lịa, tỏ vẻ lo lắng và bắt đầu kể rõ: thưa bà, trước hết là chuyện em ấy cứ mở và đóng nắp bàn hàng trăm lần. Tôi có dặn là không em nào được mở và đóng nắp bàn, trừ khi phải lấy ra hoặc cất đi một cái gì đó. Thế là con gái bà luôn tay lấy cái này ra, cất cái kia vào, lấy ra hoặc cất vào quyển vở, hộp bút chì, những cuốn sách giáo khoa và những thứ lặt vặt khác của em ấy. Ví dụ, khi cả lớp viết bảng chữ cái, con bà mở nắp bàn lấy vở ra rồi đóng sầm lại. Tiếp đó, em lại mở nắp bàn, thò đầu vào, lấy ra chiếc bút chì, rồi lại mau chóng đóng sầm nắp bàn lại, sau đó viết chữ A. Nếu em viết bẩn hay viết lỗi, em mở ngăn bàn, lấy cái tẩy ra, đóng nắp bàn lại, tẩy chữ đó, rồi lại mở ra và đóng nắp bàn cất tẩy vào. Tất cả các động tác diễn ra rất nhanh. Khi em viết xong chữ A, em đặt từng thứ một vào trong ngăn bàn, em cất bút chì xong, đóng nắp bàn lại, liền đó lại mở nắp bàn để cất quyển vở vào. Khi viết đến các chữ khác, em lại lặp lại từ đầu tất cả, trước tiên là cuốn vở, rồi đến cái bút chì, đến cái tẩy,
mở và đóng nắp bàn với từng thứ một. Những động tác đó làm đầu óc tôi quay cuồng. Và tôi không thể trách em được, vì mỗi lần em mở hay đóng nắp bàn đều có lý do. Đôi hàng mi của cô giáo chớp chớp như thể cảnh tượng đó đang sống lại trong đầu cô. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu người mẹ. Tại sao Toto Chan lại mở và đóng nắp bàn nhiều lần như vậy? Bà nhớ lại Toto Chan tỏ ra rất xúc động trong buổi đầu sau khi ở trường về. Em nói: "Trường học thật tuyệt, bàn học của con ở nhà thì có các ngăn kéo, nhưng bàn học ở trường lại có nắp nâng lên, nó giống như một cái hộp và mẹ có thể cất mọi thứ vào đó. Thật là thú vị." Người mẹ hình dung cảnh con gái mình khoái chí hết mỡ rồi lại đóng nắp chiếc bàn mới kia. Và người mẹ cũng không nghĩ rằng việc đó là nghịch ngợm. Dù sao thì Toto Chan sẽ chấm dứt trò mỡ, đóng nắp bàn khi nó thấy không còn mới lạ nữa. Nhưng bà chỉ nói với cô giáo rằng: "Tôi sẽ nói với cháu về chuyện này." Cô giáo nói tiếp với giọng to hơn: "Nếu mà chuyện chỉ có thế thì tôi đã cho qua." Người mẹ hơi lùi lại khi cô giáo chồm về phía trước. "Khi đã chấm dứt cái trò cặp kênh với chiếc nắp bàn, em mới lại đứng dậy suốt cả buổi học." "Đứng dậy ư? Ở đâu?" Người mẹ vô cùng ngạc nhiên hỏi. "Bên cửa sổ," cô giáo trả lời tỏ vẻ bực dọc. "Tại sao cháu lại đứng ở bên cửa sổ ạ?" À? Người mẹ hỏi một cách bối rối. "Để em ấy có thể gọi những người hát rong lại," cô giáo gần như gào lên. Đại khái, câu chuyện của cô giáo là thế này. Sau gần một giờ cặp kênh với chiếc nắp bàn, Toto Chan rời chỗ ngồi đến bên cửa sổ nhìn ra đường phố. Sau đó, đúng vào lúc cô giáo hy vọng rằng nghĩ đến trật tự, em ấy có thể trở về chỗ ngồi, thì Toto Chan bỗng gọi to đoàn hắc rong ăn mặc lòe loẹt đang đi ngang qua. Phòng học ở ngay tầng trệt, nhìn ra đường phố là niềm vui của Toto Chan và cũng là nỗi khổ của cô giáo. Chỉ có một hàng rào thấp ngăn cách, cho nên bất kể ai trong lớp cũng có thể nói chuyện dễ dàng với những người qua lại. Nghe Toto Chan gọi, những người hát rong đến ngay bên cửa sổ. Cô giáo kể tiếp, thế là Toto Chan nói to với cả lớp: "Họ đến rồi đấy!" Và tất cả học sinh trong lớp ùa đến ngay bên cửa sổ, nói chuyện với những người hát rong. "Chơi bài gì đi?" Toto Chan đề nghị. Và thế là đoàn hát rong vốn thường đi qua trường lặng lẽ đã dùng ngay các nhạc cụ như là đèn clarinet, còng, trống, đàn ba dây để biểu diễn cho học sinh xem, trong lúc cô giáo tội nghiệp chẳng biết làm gì ngoài việc kiên trì chờ đợi cho đến khi cuộc vui kết thúc. Cuối cùng, cuộc biểu diễn chấm dứt, đoàn hát rong ra đi, còn học sinh trở về chỗ của mình. Tất cả chỉ trừ Toto Chan. Khi cô giáo hỏi, "Tại sao em còn đứng đó?" thì Toto Chan trả lời một cách nghiêm túc: "Thưa cô, có thể là ban nhạc khác sẽ đến, và thật là tiếc nếu họ đến mà chúng em không được gặp." Bà có thể nhận thấy những việc này gây mất trật tự đến chừng nào rồi, có đúng không? Cô giáo xúc động nói. Bà mẹ tỏ vẻ đồng tình, cô giáo lại tiếp tục kể, giọng gay gắt hơn. "Và sau đó, ngoài những chuyện tôi vừa kể trên, cháu nó còn làm những gì nữa ạ?" Bà mẹ hỏi trong tâm trạng của người bị yếu thế. "Gì nữa ấy à?" Cô giáo kêu lên. "Nếu tôi có thể kể hết được những việc mà em ấy đã làm thì tôi không phải đề nghị bà cho cháu chuyển trường." Cô giáo trấn tĩnh lại, nhìn thẳng vào mặt bà mẹ và nói: "Hôm qua, Toto Chan lại tiếp tục đứng ở bên cửa sổ như thường lệ. Tôi tiếp tục giảng bài, nghĩ rằng em ấy lại đứng đợi những người hát rong, thì bỗng nhiên tôi nghe thấy em ấy hỏi một người nào đó: 'Bạn đang làm gì thế?' Từ nơi tôi đứng, tôi chẳng nhìn thấy ai và tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó em lại hỏi: 'Bạn đang làm gì thế?' Em không nói chuyện với người đi trên đường mà với một ai đó ở trên cao kia. Tôi bắt đầu tò mò và có nghe tiếng trả lời, nhưng không thấy gì. Trong lúc đó, vì con gái bà cứ liên tục hỏi 'Bạn đang làm gì thế?' nên tôi không thể nào giảng bài được. Tôi đi đến bên cửa sổ để xem con bà nói chuyện với ai. Khi tôi ngoái đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lên, tôi thấy một đôi chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên của nhà trường. Em đang nói chuyện với đôi chim nhạn. Bây giờ khi đã hiểu các em, tôi không cho rằng nói chuyện với chim nhạn là xấu đâu. Chỉ có điều tôi muốn nói là không nên hỏi chuyện chim nhạn đang làm gì khi còn ở trong lớp. Bà mẹ chưa kịp xin lỗi thì cô giáo đã nói tiếp. Sau đó là tiết vẽ. Tôi yêu cầu các em vẽ lá cờ nước Nhật. Tất cả các em khác đều vẽ đúng, chỉ trừ có con gái bà.
Em không vẽ quốc kỳ mà lại vẽ lá cờ của hải quân, cái loại cờ có tua xung quanh như bà biết đấy. Theo tôi, vẽ như vậy cũng không có gì là sai. Nhưng ngay sau đó, em vẽ những đường dìm ở xung quanh. Vẽ đường dìm. Bà biết không, nó giống như những đường dìm ở cờ thiếu nhi ấy mà. Có lẽ em đã nhìn thấy chiếc cờ như thế ở một nơi nào đó. Trước khi tôi nhận ra em vẽ như thế nào, thì em đã vẽ đường tua vàng vượt ra khỏi trang giấy xuống mặt bàn. Bà biết không, em vẽ lá cờ gần hết cả trang giấy nên không còn đủ chỗ để vẽ đường dìm nữa. Thế là em cầm cái bút màu vàng, vẽ hàng trăm nét quanh lá cờ, vượt ra cả ngoài trang giấy. Và khi em nhấc quyển vở lên, mặt bàn đã đầy những vệt vàng không thể nào lau sạch được. Cũng may là em chỉ vẽ những đường đó ở ba phía. Cô nói, chỉ ở ba phía có nghĩa là thế nào? Bà mẹ lúng túng hỏi. Tuy đã thấm mệt, cô giáo vẫn ôn tồn giải thích. Em mới vẽ cán cờ phía bên trái, nên đường dìm chỉ ở ba phía xung quanh thôi. Bà mẹ phần nào cảm thấy vơi đi nỗi lo lắng. Tôi hiểu rồi, chỉ ở có ba phía. Nhưng phần lớn cán cờ lại cũng vượt ra ngoài trang giấy, và nó vẫn còn để nguyên dấu vết ở trên mặt bàn. Sau đó cô giáo đứng dậy, lạnh lùng, nói to như nổ một loạt súng để từ biệt. Không phải chỉ có một mình tôi bực, mà ngay cả cô giáo phòng bên cũng rất khó chịu. Như vậy, rõ ràng là bà mẹ phải làm một việc gì đây. Hành động của con gái bà như vậy là không hay đối với những học sinh khác. Bà sẽ phải đi tìm một trường học nào đó, nơi người ta có thể hiểu được cô con gái bé nhỏ của bà và dạy cho nó biết cách sống hòa hợp với người khác. Nhà trường mà hai mẹ con bà đang trên đường đi tới đã được bà phát hiện sau khi dày công tìm kiếm. Bà mẹ không hề nói với Toto Chan rằng em đã bị đuổi học. Bà nhận thấy rằng Toto Chan không thể hiểu nổi những việc làm sai trái của em, và bà cũng không muốn con gái bà có những mặc cảm, nên bà quyết định không nói với Toto Chan về chuyện này cho đến khi nào em lớn lên. Trước sau, bà chỉ hỏi, con có thích đến trường mới học không? Mẹ nghe nói đây là một trường rất tốt. Con cũng thích mẹ ạ. Toto Chan trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Nhưng... lại còn nhân gì nữa đây? Bà mẹ lo lắng nghĩ, liệu con bà có nhận biết rằng nó đã bị đuổi học không? Một lúc sau, Toto Chan phấn khởi hỏi bà, nhưng những người hát rong cũng sẽ đến trường mới chứ mẹ? Trường mới. Đến trước cổng trường mới, Toto Chan dừng lại. Cổng trường cũ là những cột xi măng chắc chắn, có đề tên trường bằng chữ to. Còn cổng trường này chỉ gồm có hai cột ngắn có cành lá chồi lên. Chiếc cổng này sẽ còn lớn lên, Toto Chan nói, có thể nó sẽ cao lớn hơn cả những cây cột mắc dây điện thoại. Rõ ràng, hai cột cổng trường là hai gốc cây còn rễ. Khi đến gần hơn, Toto Chan phải ngoái đầu sang một bên để đọc tên trường, vì cái biển đề tên trường bị gió thổi lệch đi. Tomoe Gakuen. Khi Toto Chan sắp sửa hỏi mẹ Tomoe có nghĩa là thế nào, thì em thoáng nhận ra một cái gì đó ở đằng xa, làm em cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Em ngồi thụp xuống, nhòm qua một bụi cây để thấy cho rõ hơn, và em không thể nào tin vào mắt mình nữa. Mẹ ơi, có đúng có một con tàu kia không? Kia kìa, ở trong sân ý. Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng 6 toa tàu bỏ không. Một trường học ở trên một con tàu. Điều này đối với Toto Chan giống như một giấc mơ thật. Cửa sổ của các toa tàu long lanh trong nắng mai, nhưng đôi mắt của cô bé má hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa. Con thích trường này. Một lúc sau, Toto Chan kêu lên sung sướng, chạy về phía trường học con tàu. Em gọi mẹ, mẹ ơi, mau lên, chạy lên tàu đi, nó vẫn còn đang đứng yên đó. Bà mẹ giật mình vội chạy theo con. Trước đây, bà ở trong đội bóng rổ nên chạy nhanh hơn và túm được áo Toto Chan khi em sắp sửa bước lên cửa. Con chưa vào được đâu, bà mẹ vừa nói vừa giữ em lại. Các toa tàu này là những phòng học, con chưa được nhận vào trường. Nếu con muốn lên con tàu này thì con cần phải ngoan, lễ phép với thầy hiệu trưởng. Bây giờ hai mẹ con phải chuẩn bị đến gặp thầy đi, và nếu mà chuyện tốt đẹp thì con sẽ được nhận vào học, con có đồng ý không? Toto Chan vô cùng thất vọng vì không được lên ngay con tàu, nhưng em cũng hiểu rằng tốt hơn là phải nghe lời mẹ. Vâng ạ, em trả lời. Sau đó Toto Chan nói tiếp, con rất thích trường này. Hình như mẹ muốn nói, vấn đề đâu phải là chuyện con thích hay không thích trường này, mà là thầy hiệu trưởng có thích con không kìa.
Bà không túm áo Tích Thôi Chăng nữa, bà cầm tay con và chuẩn bị bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng. Tất cả các toa tàu đều yên lặng vì giờ học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Bao quanh cái sân trường nhỏ bé có những thảm hoa rực rỡ, những hoa đỏ và vàng, và một hàng cây thay cho một bức tường. Văn phòng của thầy hiệu trưởng không ở trên toa xe mà ở bên trên một bãi đất cao, hình bán nguyệt, có 7 bậc thang lát đá để bước lên. Tố Thư Trang buông tay mẹ ra rồi chạy lên các bậc. Bỗng em quay ngoắt lại làm bà suýt nữa xô vào em. "Chuyện gì thế hả con?" bà mẹ hỏi, sợ rằng Tố Thư Trang có thể thay đổi ý kiến về trường này. Đứng ở bậc trên cùng cao hơn mẹ, Tố Thư Trang nói nhỏ vẻ nghiêm trang. "Người mà mẹ với con sắp gặp nhất định phải là ông trưởng tàu, mẹ nhỉ?" Người mẹ tính vốn kiên nhẫn nhưng đồng thời lại rất thích đùa. Bà áp má Tố Thư Trang vào má mình và hỏi: "Tại sao con lại nói vậy?" Tố Thư Trang trả lời: "Mẹ nói rằng ông ấy là hiệu trưởng, nhưng nếu ông ấy có con tàu này thì chắc hẳn ông ấy phải là trưởng tàu chứ." Bà mẹ phải thừa nhận rằng việc trường này sử dụng những toa xe lửa cũ để làm phòng học là một điều khác thường. Nhưng bà không còn thời gian để giải thích nữa. Bà chỉ nói: "Sao con không hỏi thẳng ông ấy?" Bà lại: "Thế cha con thì sao? Cha con chơi đàn vĩ cầm, lại có những mấy chiếc đàn, nhưng nhà mình có trở thành một cửa hàng vĩ cầm đâu." "Không, nhà mình không phải là cửa hàng bán vĩ cầm," Tố Thư Trang trả lời và cầm lấy tay mẹ. Thầy hiệu trưởng thấy hai mẹ con Tố Thư Trang bước vào phòng, một ông già rời ghế đứng dậy. Mái tóc ông lưa thưa, mấy chiếc răng đã bị gãy, nhưng vẻ mặt ông vẫn hồng hào. Người ông không cao lắm, đôi vai và đôi cánh tay vạm vỡ. Ông ăn mặc gọn gàng trong bộ com lê đen, có cả áo ghi lê. Sau khi cúi đầu chào vội vã, Tố Thư Trang phấn chấn hỏi luôn: "Thưa bác là thầy hiệu trưởng hay là trưởng tàu ạ?" Bà mẹ ngượng quá, nhưng bà chưa kịp nói gì thì ông giáo đã cười, trả lời: "Bác là thầy hiệu trưởng của trường này." Tố Thư Trang rất hài lòng. "Ui, cháu rất là vui," em nói, "vì cháu muốn được bác giúp đỡ. Cháu thích học trường của bác." Thầy hiệu trưởng đưa cho em cái ghế rồi quay sang nói với bà mẹ: "Bây giờ bà có thể về nhà được rồi đó. Tôi muốn nói chuyện với Tố Thư Trang." Tố Thư Trang hơi lúng túng một chút, nhưng rồi em cảm thấy có thể nói chuyện với ông hiệu trưởng. "Vâng, tôi xin gửi cháu lại cho bác," bà mẹ mạnh dạn nói rồi bước ra và khép cửa lại. Thầy hiệu trưởng kéo ghế ngồi đối diện với Tố Thư Trang. Khi hai bác cháu ngồi lại gần nhau, thầy nói: "Nào, bây giờ cháu hãy kể cho bác nghe về cháu đi. Cứ kể với bác bất cứ chuyện gì mà cháu thích." "Bất cứ chuyện gì mà cháu thích ư?" Tố Thư Trang cứ nghĩ rằng bác ấy sẽ hỏi và em sẽ trả lời. Nên khi thầy hiệu trưởng nói vậy, Tố Thư Trang rất phấn khởi và em bắt đầu ngay. "Chuyện của em hơi lộn xộn một chút, nhưng em kể rất say sưa. Em kể cho thầy hiệu trưởng nghe về con tàu chở hai mẹ con em đến đây nhanh như đến mức nào. Em đề nghị bác soát vé, nhưng bác ấy không cho em giữ lại vé. Chuyện cô chủ nhiệm lớp em trước đây rất xinh đẹp ra sao. Chuyện về tổ chim nhạn, về chú chó Rocky màu nâu của em. Nó có thể làm đủ mọi trò. Chuyện em hay ngậm kéo hồi học mẫu giáo, và cô giáo thường khuyên em cẩn thận kéo đứt lưỡi, nhưng rồi em vẫn cứ ngậm. Chuyện em thường hay phải vắt mũi, vì nếu để thò lòm sẽ bị mẹ mắng. Chuyện cha em bơi rất giỏi, lại còn có thể lao đầu xuống nước lặn một hơi. Em kể rất say sưa." Thầy hiệu trưởng luôn miệng cười, gật đầu và nói: "Rồi sau đó thì sao?" Tố Thư Trang rất vui mừng. Em tiếp tục kể mãi, nhưng rồi em chẳng còn gì để kể nữa. Em ngồi im, cố nặn ra một chuyện gì đó. "Cháu còn chuyện gì kể cho bác nghe nữa không?" thì hiệu trưởng hỏi. "Bây giờ mà dừng lại thì ngượng quá," Tố Thư Trang tự bảo. "Đây là dịp may tuyệt vời." Tố Thư Trang vắt óc suy nghĩ. "Em không hiểu có còn gì để kể nữa không?" Bỗng em nảy ra được một ý. "Em có thể kể về bộ quần áo em đang mặc. Hầu hết quần áo của em đều do mẹ may, nhưng riêng bộ quần áo này lại mua ở cửa hàng. Quần áo của em thường xuyên rách rất to. Mẹ chẳng bao giờ hiểu tại sao quần áo em lại rách như vậy. Thậm chí chiếc quần sợi bông màu trắng của em đôi khi cũng có những chỗ rách nhỏ. Em giải thích cho thầy hiệu trưởng biết quần áo em bị rách là em thường chui rào bọc quanh vườn của những gia đình khác, hoặc khi em đào bới dưới những đám dây kẽm gai ở những lô đất trống.
Em nói, sáng nay khi soạn quần áo mặc đến trường, em mới biết tất cả những thứ do mẹ may đều đã rách toạc, thành ra em phải mặc bộ quần áo do mẹ mua. Đây là bộ quần áo sợi pha len kẻ ô vuông đỏ thẫm xen màu xám. Bộ quần áo này không đến nỗi tồi lắm, nhưng mẹ em cứ chê những bông hoa màu đỏ thêu trên cổ là không đẹp. Mẹ cháu không có thích kiểu cổ này. Vừa nói, tôi Tô Trang vừa bẻ cổ áo lên cho thầy hiệu trưởng xem. Sau đó, dù có vắt óc suy nghĩ, em cũng chả còn gì để kể cho thầy hiệu trưởng nghe nữa. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng đứng dậy, đặt bàn tay to và ấm áp lên đầu em, rồi nói: "Rất tốt, từ giờ cháu sẽ là học sinh của trường này." Em nhớ mãi câu nói này của thầy hiệu trưởng. Và lúc đó, tôi Tô Trang cảm thấy lần đầu tiên trong đời em đã được gặp một người mà em thực sự quý mến. Từ trước đến nay, chưa có ai bỏ thời gian dài đến như vậy để nghe em kể chuyện. Trong lúc nghe em kể chuyện, thì hiệu trưởng không hề ngáp một lần nào. Thầy cũng không tỏ ra buồn chán, mà ngược lại, rất thích thú nghe em kể một cách say sưa. Tôi Tô Trang chưa biết tính thời gian, nhưng em cũng cảm thấy là lâu lắm. Nếu em biết tính, chắc em sẽ vô cùng kinh ngạc và biết ơn thầy hiệu trưởng vì hai mẹ con em đến trường lúc 8 giờ. Sau khi em kể hết chuyện và lúc thầy hiệu trưởng nói rằng em sẽ là học sinh của trường này, ông nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi và nói: "À, đã đến giờ ăn trưa rồi." Như thế là thầy hiệu trưởng nghe em kể chuyện vừa đúng 4 tiếng đồng hồ. Trước đó cũng như từ đó về sau, chưa có một người lớn nào chú ý lắng nghe Tô Tô Trang trong một thời gian dài như vậy. Mặt khác, kể cả mẹ em cũng như cô giáo chủ nhiệm đều hết sức ngạc nhiên là một đứa bé mới 7 tuổi như em đã có thể tìm đủ mọi chuyện để kể liên tục trong 4 giờ liền. Tất nhiên, lúc đó Tô Tô Trang không hề có ý nghĩ là em vừa bị đuổi học và người ta chẳng biết còn cách nào để giải quyết chuyện này. Tính sôi nổi tự nhiên có phần hơi đản trí của em làm em càng thêm hồn nhiên. Nhưng em cảm thấy rằng người ta thấy em hơi khác và có phần hơi kỳ lạ so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng lại làm cho em cảm thấy yên tâm, đầm ấm và hạnh phúc. Em muốn ở mãi bên thầy. Đó là cảm tưởng của Tô Tô Trang về thầy hiệu trưởng Sosaku Kobayashi trong ngày đầu tiên gặp mặt. Và may thay, cảm tưởng của thầy giáo về em cũng là như vậy.